dự án xây dựng trường mầm non xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình. Hạng mục nhà lớp học 2 tầng, 12 lớp học và các hạng mục phụ trợ sẽ được tổ chức đấu thầu công khai trong cả nước. Thông qua đó sẽ được lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện thực hiện dự án. Hồ sơ mời thầu của dự án này chính thức được thông báo phát hành từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2018 tại Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình. Theo thông báo, thời điểm đóng thầu dự án này là 8 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2018 và thời điểm mở thầu là 9 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, trước khi thông báo mời thầu công khai phát hành hồ sơ dự thầu, kết quả trúng thầu, dự án này đã được thi công xây dựng. Cụ thể, ghi nhận thực tế của chúng tôi cho thấy một số hạng mục phụ trợ như khu bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh của dự án xây dựng trường mầm non xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình hiện nay đã xây dựng gần hoàn thiện, chỉ chờ sơn phủ bên ngoài. Làm việc với chúng tôi, ông Trần Văn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận đúng là có việc đã triển khai thi công xây dựng một số hạng mục phụ trợ nằm trong gói thầu của dự án nêu trên trước khi có kết quả trúng thầu. Và việc xây dựng các hạng mục này đã tiêu tốn hơn 300 triệu, số tiền được lấy từ nguồn vốn ngân sách của xã. Hơn 300 triệu ngân sách của xã. Đấy là bọn tớ này nhờ thợ địa phương là xây dựng. Sau khi mà cái mở thầu cái trường mầm non 2 tầng 6 lớp 12 phòng thì cũng có một số đơn vị người ta có cho là cái việc là ủy ban xã là đã làm sai. Ủy ban xã là chưa có đấu thầu mở thầu mà đã coi như là tổ chức thực hiện. Nếu như mà chờ được các cái cơ quan chức năng mà cho phép xây thì nó ảnh hưởng đến về vấn đề bây giờ không may là các cháu là không may là bị thế nào ở kia này. Khi đang làm việc, ông Trần Văn Lực bất ngờ mời chúng tôi lên phòng họp của Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành. Tại đây, một nhóm 5 người gồm 3 nam, 2 nữ, trong đó có một người tên Cường, tự xưng là phó giám đốc công ty cổ phần kiến trúc quy hoạch xây dựng 689, được Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành ủy quyền để làm việc với chúng tôi. Tuy nhiên, người này liên tục hạnh hoẹ, đe nạt chúng tôi và yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo, trong khi chúng tôi đã xuất trình giấy giới thiệu. Anh làm việc với đồng chí một nhé, vì anh là thay mặt chủ đầu tư để anh thực hiện cái việc này. Vì thế là mấy hôm nay là xã bị nhà báo lừa rất nhiều rồi, mà đặc biệt là toàn dân Hà Tĩnh. Giấy giới thiệu không khẳng định được cái việc đấy là thật hay giả. Bây giờ em phải xuất trình thêm thẻ mà em không có thẻ, anh sẽ mời công an đến đây để làm việc. Gọi đồng chí công an đây này. Khi chúng tôi hỏi về việc người tên Cường có giấy ủy quyền của Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành để làm việc với chúng tôi hay không, thì người này không xuất trình được và hạ giọng tìm cách làm hòa. Việc thi công trước khi tổ chức đấu thầu sẽ bị xử lý như thế nào? Có hay không khuất tất trong việc tổ chức đấu thầu tại đây? Người tên Cường có vai trò gì mà lại được ông Trần Văn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Thành cho vào ngồi cùng khi làm việc với chúng tôi? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong những phóng sự tiếp theo.